Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với livestream của Spotlum. Chúng ta cùng đến với trận đấu có thể nói là được đón chờ nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, trận chung kết đôi nam. Nhưng mà trận đấu này sẽ là trận đối đầu nội bộ giữa hai đội Đài Loan. Hy vọng là các vận động viên sẽ đánh hết sức và trận đấu không có một sự sắp xếp gì hết. Cặp đôi áo đỏ là đôi đỏ này, đôi loại Việt Nam ấy. Ừ đúng rồi em ạ. Đúng. Việt Nam thua đúng, thua mỗi đội vô địch. Đây này, Việt Nam mình. Việt Nam mình. Hello mọi người, đôi áo đỏ nào là đôi hạt giống số 2. Đó chính là đôi đã loại Việt Nam ở vòng ngoài. Loại Đình Hoàng Đình Mạnh ở vòng ngoài. Còn đôi áo trắng thì là đôi vừa hôm qua giành chiến thắng trước hạt giống số 1. Và tay vợt áo trắng phía xa màn hình kia năm trước cũng có tham gia giải Chibuti Hà Nội và vào đến tứ kết thì bị thua đôi của Malay hay là của Hàn Quốc thì phải. Nói chung là tay vợt đó là năm trước và cặp với người khác và bị thua ở tứ kết anh em ạ. Hùng vẫn nhớ rõ. Hello 138 người đang theo dõi live stream. Nếu mà bạn đang xem được cái live stream này thì chúng ta có thể comment 2 để chào nhau đúng không ạ? Chúng ta sẽ tương tác trước với nhau một chút. Và để khi trận đấu bắt đầu thì Hùng sẽ tập trung vào trận đấu nhiều hơn. Và sẽ không có thời gian tương tác với mọi người nhiều. Trước khi trận đấu bắt đầu thì mọi người cho Hùng kiểm tra chất lượng mạng một chút. Nếu mà mọi người thấy chất lượng mạng ok mọi người comment 1. Còn nếu mà mọi người thấy chất lượng mạng kém hoặc không ổn định thì mọi người comment 2 nhá. Hello 198 người đang xem. Ok, xin chào những anh em, chào Spotlum đầu tiên. Chào anh Đăng Trần, chào anh Cao Thành Đạt này. Hello anh Cương Quyết. Ok, anh em comment 2 và anh em comment 1 để cho biết chất lượng mạng tốt. Cảm ơn anh Nguyễn A Nam. Ok, cảm ơn anh Phúc Lê, cảm ơn anh Hoàng Kiên. Ok, vậy là Spotlum đã có thể yên tâm. Yên tâm live stream trận đấu này rồi. Quay ngang là nó bật chế độ. Vâng, như nó đánh hai nội dung. Trận sau chắc là đơn nào. Đài Loan gặp Đài Loan nha bạn ơi. Em chào thằng em Nguyễn Lê Hùng nha, phải Nguyễn Lê Hùng nhỉ. Ok, cảm ơn anh Cương Quyết mạng ok rồi, xin chào anh Long Đặng nha. Ok, mọi người comment 1 hết, không có ai comment 0, tuyệt vời quá. Chất lượng mạng đã có vẻ ổn định. Anh em bắt kèo cho đôi nào. Anh em bắt kèo cho đôi đỏ cam mình đỏ nhá. Bắt kèo cho đôi áo trắng cam mình trắng nhá. Spotlum bắt cho đôi phía xa màn hình. Bỏ cầu rất tỉnh táo cầu ngoài. Ok, cùng Phúc Lê, cùng Spotlum đều bắt trắng nha. Ok, cảm ơn anh Cương Quyết đã ghi nhận. Cảm ơn anh đã giúp em chia sẻ live stream luôn. Ok, nhiều đôi, nhiều anh em comment trắng thế nhở. Trong khi rõ ràng là đôi áo đỏ thể hiện tốt hơn trong những trận đấu trước mà. Điểm số 1 đều. Vẫn quá, cảm giác quá tốt. Ô
Ok, đã có anh Nguyễn A Nam đỏ, anh Sơn Nguyễn của Vũ đỏ. Nói chung trận này khó đoán đấy. Hay, nói chung trận này hay. Số 2 đều như Tây vừa chuẩn bị phát cầu gây đánh hai nội dung anh em ạ. Như ông ấy còn vào cả chung kết đôi nam nữ sao ấy. Hello mọi người nghe thấy tiếng không? Sao anh em bảo là bỏ tắt tiếng vậy? Ui khéo thế. Đặt lại kìa. Hơi cao. Bắt bài ngang rất nhanh. Điều số 42. Rất may mắn cầu leo lưới 52. Điều cầu hay quá. Ui đập ra màn. Không có cơ hội để đỡ anh em ạ. Gọi là không chạm vào lông cầu nổi. Đập quả sợ nhỉ. Đấy, gạch đây anh em. Anh em vào nhặt gạch đi. Ui. Và đập cầu ở đúng góc chưa à? Đúng góc sân. Hiểm quá. Đấy anh em nào thích nhặt gạch thì vào nhặt đi. Có Hoàng Hiệp comment, anh Hoàng Hiệp comment là chưa thấy ném gạch đấy. Vừa rồi có mấy viên gạch rồi đấy. Điều số 46. Đấy, ông kia thấp nhưng mà đập khe lắm. Cảm ơn tất cả anh em đã dùng chia sẻ live stream nha. Cảm ơn tất cả những anh em đã dùng chia sẻ live stream. Khá may mắn cầu leo lưới. Điểm số 57. Cầu lỗi mất rồi. Một pha tiếp xúc không tốt. Bom. Ui. Ui. Đứt lưới. Cắt thôi. 1.000 Z anh em ạ. Hai vận động viên bên kia đều đánh 1.000 Z. Động tác chặn cầu ngang của tay vợt áo đỏ khá gọn. Thủ thanh hay quá. Ui. Ui. Lần lưới. Lại là một tình huống may mắn. Ok, Nguyễn Lê Hùng comment là cứ bên nào công là có điểm. Ui. Họ tì chắc tay thật. Họ tì quá chắc tay và sát lưới. Điểm số 60. Điểm 116 cho cặp đôi áo trắng anh em. Hello Nguyễn Dương, vui vì xem bị loại lâu rồi em ơi.
cái trận mà bị loại đấy đánh còn gọi là không lên nổi được cơ, tại vì đồng đội hơi lệch. Mà đợt này Hùng để ý nhá, các vận động viên của Indo hay Malay nhỉ, Hùng đi xem là của Malay sang đợt này toàn mặc áo ghi chữ kiểu ghi thương hiệu Philips đấy. Không biết là có phải là thương hiệu Philips họ tài trợ cho đội tuyển của Malay đợt này sang đánh bên này không? Của Malay của gì nhỉ? Đúng rồi, Malay. Ok, anh chào Mạnh Khúc nha. Điểm số 11-6, một pha bắn cầu. Đại Đức vượt. Anh em cùng tăng bạn bè vào xem nào. Điểm số 7-11. 12-7. Đối bên kia đánh cầu lỏng hay hơn. Bom. Chết rồi. Uầy. Tí nữa đi qua. Ui, lát léo ghê. Về cầu ngoài sân. Và backhand khá bất ngờ. Chắc là phải chờ hết set đầu mới cắt vượt anh ạ. Tính ra để sẵn cái kéo đấy xoẹt cái xong nhỉ. Chứ để như thế vượt nó sập tiếc lắm. Quá nhanh. Vâng, đấy chính là lý do tại sao mà Hùng bắt cho đôi áo trắng đấy ạ. Vì họ cả cầu căng cả cầu lỏng đều rất hay. Với cả thể hình của tay vợt kia nó thấp hơn một chút ấy. Ông để đánh chuyên kiểu cầu bắt lưới ngang nhanh. Hay. Hello anh, Việt Nam mình còn không có đôi nào được giải luôn anh ạ. Buồn quá. Thế nên là năm nay khán đài mới ít hơn mọi năm nhiều như thế. Ví dụ hôm nay vẫn đông nhưng mà vẫn ít hơn mọi năm. Mọi năm còn chi chít nhau. Không có chỗ ngồi, không có chỗ đứng luôn ấy. Số 15-8 rồi. Việt Nam mình nói chung bây giờ tính ra còn càng ngày càng cách biệt với càng ngày càng cách biệt với cầu lông thế giới mọi người. Với cả năm nay giải năm nay mạnh. Bật nhà kia ông bật linh tinh ý. Điểm số 10-15. Đặt hay thế. Wow. Điều này họ xử lý cầu nhanh lắm. Đúng kiểu toàn bắt bài nhau ấy. Đôi phía gần màn hình mặc toàn đồ Mizuno anh em. Vợt cũng sơn Mizuno, không biết là đánh vợt Mizuno hay vợt hãng gì.
Nhưng mà công nhận là Hùng thấy đôi Mizuno của hai tay vợt đỏ là mặc đeo đẹp thật. Đúng rồi anh vô thường comment đúng đấy, Tuấn Đức Hồng Nam không đánh, Tiến Minh Thùy Linh không đánh thì khó có cơ hội có giải. Rồi không qua lưới. 17-11. Đúng anh ơi, hai đội này đều của Đài Loan, năm nay đội hình Đài Loan sang mạnh lắm. Hôm trước ở tứ kết còn có đôi một đôi áo tím đánh ngang phèo với đôi áo trắng ấy luôn. Năm nay đội hình Đài Loan sang có tầm 4 đôi rất là mạnh. Tuấn Đức Hồng Nam vào gặp đôi áo đỏ này chắc cũng lên được tầm 14-15 điểm thôi. Thế là cùng thôi. Đi Hòa đi mạnh thì lên được 10, Tuấn Đức Hồng Nam thì lên được 3-5 điểm nữa. 18-12 nha mọi người. Cao 19-12. Cầu ngoài 20-12. Không được hay cho lắm, không được hay như kỳ vọng của anh em. Thằng này của hãng Liên Ninh ấy, người ta cho thuê. Anh tưởng là nó giải xong rồi. Đấy là thu về anh em. Đội leading là làm thảm này mày. Làm thảm cho giải này là đội leading đấy. Hello anh, sân hôm nay có vẻ cũng không trơn anh ạ. Chưa thấy tình huống trượt chân nào của các vận động viên. Đấy cả không hay bằng sự vô đùng đánh. Mạng lại sao rồi. Ok, chúng ta đến với set đấu thứ hai. Hy vọng set này hay hơn. Hết cầu ngoài. Phong trào lên rồi anh ơi, nhưng mà chuyên nghiệp thì vẫn chưa thấy lên. Chuyên nghiệp vẫn đuối thôi, thế giới quá. Ui, may mắn. Cầu leo lưới. Ở đấy không chấp. Từ số 2 không. Ui. Bắt được một quả hay thế nhỉ. Hay thật.
Tối tôi phải zoom lên xem ông ấy đánh quả đấy như nào. Điểm 2 đều. Rồi, quả ném gạch vào giữa. Nói chung là kiểu hơi ngoài tầm với. Đập căng thật. Anh Nguyễn Cầm là phong trào đi lên bởi vì là các vận động viên chuyên nghiệp chuyển xuống đánh phong trào. Một tình huống cầu hai vận động viên áo trắng đã không được hiểu ý nhau cho lắm. Cả hai người cùng lao lên dí cầu nhưng mà cuối cùng lại bị hở sân. Cảm ơn anh Cương Quyết đã giúp em chia sẻ live stream. Hơi cao. Cái này đập khét quá, cứ đập phát chết luôn. Đập mạnh lắm mọi người ạ, thủ khó. Rồi không qua lưới. Đôi đỏ hôm nay có vẻ đánh hơi xịt. Đài Loan gặp Đài Loan anh ơi. Họ đánh lỗi bởi vì là tốc độ cầu họ đều quá nhanh anh ạ. Cơ bản là dí nhanh quá, mình phản xạ không kịp nổi. Điều 63, phát kìa, ăn điểm trực tiếp. Xem đội này phát cầu dị lắm. Điểm số 73 cho đôi áo đỏ. 83. Hay rồi, đừng bỏ đánh tiếp đi, đang hay, cầu ngoài sân, 93 cho đôi áo đỏ. Anh Hiền, Hiền MC comment này em, chui xuống cái lỗ nào đây anh? Điểm 93, phát kìa. Hơi vội. Mọi người đoán xem nhất giải này được bao tiền. Mọi người thử đoán xem nhất giải này được bao tiền.
Em cảm ơn anh Trần Cảnh nhá. Nói đến cương nhiều thật. Để số 14. Chặn rất hay. Đập khét nhờ. Bỏ chính xác rất tỉnh. Làm gì đến mức 500 đô giải nhất anh? 500 đô có hơn chục triệu giải nhất thế chết. Giải nhất được có 1.200 đô thôi mọi người ạ. Nhì được có 720 đô thì phải. 1.200 đô là tính là 30 triệu. Hai ông chia nhau là mỗi ông 15 triệu. Mỗi ông 15 triệu thì chả đủ tiền máy bay thì nhà nghỉ nhỉ. Nói chung là anh em phải gặp những đối thủ đập rất nặng anh em thủ mới biết là nó khó như nào. Giải này tích điểm cũng chả được đáng bao nhiêu nhưng mà nói chung là đánh thì đi cọ sát mọi người. Thế mà giải này lại quy tụ rất nhiều vận động viên mạnh nhất thế giới về tham gia, chứng tỏ giải này rất danh giá. Đúng rồi Hùng ạ, giải này mà Việt Nam mình nhất thì còn có tí lãi chứ nước ngoài họ chạy đến đánh thì họ chỉ có lỗ là cái chắc thôi. Nhất vẫn lỗ. Nhưng người ta vẫn tham gia để cọ sát cũng như là gọi là tích thêm ít điểm. Có khi đi du lịch thật đấy chứ. Có anh em nào nắm chính xác thông tin là giải này được cộng bao điểm không ạ? Có khi dưới 100 điểm. Chúng ta tập trung vào trận đấu nhá. Xếp 2 điểm số 12-7. Hai ông kia díu với nhau thế. Thôi xong. Quả đấy đập thì chịu. Vẫn câu hỏi cũ, không có đề xuất nào giúp cầu lông Việt Nam phát triển không? Em chịu anh ơi. Có anh em nào có đề xuất gì comment xuống dưới nào. Anh em có đề xuất gì giúp cầu lông Việt Nam phát triển không? Anh em cứ bàn luận đi. Có anh Cảnh anh đặt câu hỏi hay thế. Nhập tịch. Ơi như anh Nguyễn Trung hôm trước cũng comment nhập tịch hay là anh nào nhỉ? Được móp cầu luôn. Giải pháp nhập tịch ổn đấy nhỉ? Hai cầu trong sân 93.
Nói chung tiền đổ vào bao nhiêu cho đủ anh, nói chung nó phải trọng tâm. Có những chiến lược trọng tâm mới phát triển được. Anh Hoàng Nghiệp cơ mà là bỏ tính ca sĩ trước đa rồi mới phát triển được. 10-13, tiếc quá. Tôi vẫn hóng trận đơn nhất anh em ạ. Đơn kiểu gì cũng hay. Ok, Nguyễn Duy Anh cầm là nếu mà lên đều thì áo trắng sẽ thắng. Đang bị dẫn 14-10 mất rồi. Cào quá. Và xử lý không được tốt. Nói chung là 80% là có xeo 3 rồi anh. Dẫn 15-10 khó bật lắm. Anh comment là cầu lông có ăn chặn như bóng bàn không? Ôi xếp 3 được mọi người ạ. Chứ 2 xếp vừa rồi vẫn chưa hay mấy. Phát cầu dài. Chân ly của em, chân ly của em đặt Trung Quốc về anh ạ. Nói chung là người ta bán đầy mà anh, ở trên TikTok bán đầy rẻ bèo luôn anh ạ. Chắc tầm hơn 300.000. Em không hiểu sao bọn nó bán rẻ được như thế. Điểm là 16-11 nha mọi người. Hay, hay. Ok. Wow, điểm nói chưa chống. Wow. Còn đơn nha em ơi, còn đơn với đôi nam nữ. 12-16. Hơi cao. Cao anh bị đè ngay. À, hai đôi Đài Loan huấn luyện viên khác nhau cho mọi người. À, ừ, không phải. Đơn. Nó tì nhanh, cao thì nó tì chết luôn. 18-12 rồi. Có xe 3 rồi. Đôi Kumpo 820 cả ship anh ạ. Đúng rồi anh ơi, chung kết. Bom, vẫn lên. Vậy một tay rất khỏe, non rồi. Vẫn còn. Lên được rồi. Cái ông lùn lùn áo trắng là em thấy là đánh rất là tự tin đấy. Xem từ vòng ngoài rồi. Đánh rất là tự tin và ổn định. Còn đôi nam nữ và đơn nam anh ơi. Đẹp quay. Điểm 14-19.
rất chủ động. Ui, bắt bài kìa. Hai đôi đều của Đài Loan anh ơi, hai đôi đều của Đài Loan nha. Quả bắt bài nhanh thật. Va xong cái chồm lên luôn. 15-19. Rồi. 20-15. Thưởng thức xem đấu thứ ba. Sao phong thủy? Anh Hoàng Hiệp công mình là trận này chắc là hai ông huấn luyện viên cũng bắt gà ngoài. Qua Linh cầm mình là Việt Nam bị đánh hội làng hết rồi à anh em. Ok anh Mỹ Nghệ đẹp cầm mình là muốn có vận động viên tốt thì sang học tập Indo Malay Trung Quốc, cách tuyển chọn đào tạo và chế độ đãi ngộ cho vận động viên, mang về áp dụng, đầu tư đi tập huấn ở các nước phát triển. Bây giờ vận động viên chuyên nghiệp đi dạy cầu lông hết anh em ạ. Để anh em đủ biết nào đấy. Đợt này là vận động viên là đội tuyển Sibucha rất gần như 80% luôn. Đi dạy cầu ngoài hết rồi anh em ạ. Không thấy đang mở lớp dạy cầu lông suốt. Đợt trước em quay nhiều lắm anh, nhưng mà gần đây 1-2 năm đổ lại đây em không quay mấy nữa. Ok, chúng ta đến với set 3 trận chung kết đôi nam nào. Boom! May mắn quá. Cú số 1-0. Tháng cuối tháng này có giải Bubadu gì à em? Chắc có đánh em ạ. Chắc có đánh cho lớp của thầy Đồng Quang Huy. Anh có tập luyện đấy thì đâu, tuần đánh một buổi vào giải tùy hôm nào khỏe thì đánh được. Nào khỏe đánh được, hôm nào yếu đánh đơn mệt lắm. Đỗ Thắng định đánh giải đấy à em? Anh Nguyễn Cầu chuyến gặp mình làm mấy đôi quốc tế thì phải cho Ngọc Triệu đi tiếp. Nói thật chứ có khi cho Ngọc Triệu đánh nó còn đỡ tâm lý hơn đấy mọi người nhỉ. Điều số 3-0. Bắt cầu ngắn. 10 điểm 1-3.
dưới rất nhanh. Thế thôi anh em, làm thế nào để đánh được những quả tỉ lưới hay như vậy anh em? Thực ra anh có đi học cầu đâu, anh toàn tự tập mà em. Rất hay. Anh cảm ơn Đỗ Thắng nhá. Cảm ơn thằng em Đỗ Thắng động viên ông anh. Điểm 3-4. Đội này nó rình lưới như hổ rình mồi anh em ạ. Sợ thật. Cao lên một tí nó dí chết liền. Điểm số 3-4. Lại chuyển lưới. Cam mình có động gì đến đâu, sao nó mờ được nhỉ? Mọi người ơi, cam bị mờ à? Vô lý nhờ, mình có động gì đến nó chứ? Mờ đâu, với mờ đấy. Không phải đâu anh ơi, tại vì em có vuốt gì đến cam đâu. Hay là do nồm, hay là do nồm nó bốc hơi lên. Máy nóng ấy, máy nóng xong rồi. Có khi do nồm đấy, đâm ra nó sẽ mờ kính. Nói chung là chất lượng line thì nó tối đa nó chỉ được 720 thôi mọi người ạ, line bằng điện thoại ấy. Không anh ạ, vận động viên giờ chiều cao tốt thế là Đài Loan họ chiều cao tốt đấy. Chúng ta nước khác có tốt đâu, 6 đều, rất hay. Đội Đài Loan nó thế anh Khoa Linh ạ, đội Đài Loan ông nào thể hình cao to hết. Bao nhiêu năm nay Hùng line giải Sibucha rồi. Đội hình Đài Loan sang bao giờ cũng dáng cực đẹp. Ủa, vẫn lên kìa. Đúng rồi, anh Huy Nguyễn nói đúng đấy. Nhật thời nào cũng lùn. Giải sang năm nay ông nào cũng lùn hết. Có mỗi một ông cao cao đánh đơn thì bị loại. Điểm 76 hơi cao, máy chưa bị phản rồi, máy tay nhanh như máy, quả va vừa nhanh vừa dẻo anh em. 7 đều. Vận động viên của mình thì em thấy chiều cao là gọi là vừa vừa anh ạ. Không đến nỗi thấp nhưng mà cũng không cao. Một pha cầu không qua lưới. Điểm
điểm số 8 đều. Đồ ngoài sân 9-8 cho đôi áo trắng. Ok, xin lau mồ hôi. Điểm 9-8. Đứa này dí chéo mấy quả hay ăn điểm anh em nhỉ? Giải này nhất là 1.200 đô mọi người ạ. Nhì như 700 hay 720 đô. Lại đứt vượt à? Hôm nay đứt 3-4 cây rồi. Mang nhanh ra ngoài kia căng không kịp. Đúng rồi anh ạ, không làm sao mà đủ tiền máy bay với khách sạn được. Đấy là nhất, nhưng còn ông đi đánh không có giải thì lỗ như thế nào. 11-10. Xếp 3 điểm 11-10. 12-10. Ôi, vẫn lên kìa, ảo lên nhá. Cầu trong sân. Ok, anh chào idol Trần Ngọc Trang nhá. Xin giới thiệu đến mọi người, idol Trần Ngọc Trang là một vận động viên cầu lông phong trào rất hay và đặc biệt là huấn luyện cầu lông rất tốt. Bạn ấy đang mở các lớp dạy cầu lông trong thành phố Hồ Chí Minh. Nếu anh em ở thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu học cầu thì có thể nhắn tin cho bạn Trần Ngọc Trang đang xuất hiện trên màn hình của chúng ta nhá. Buổi chiều vui vẻ nhé em. Thank you.
Ôi chị, em chào anh Khánh Toàn nha. Người ta tính hết rồi, người ta đi thi đấu để lấy phong thủy sau này còn vô địch thế giới. Điểm số 14-12 cho cặp đôi áo trắng. Đúng rồi, em đánh cầu Zonex mà. Giải quốc tế đánh cầu Zonex nó mới chuẩn. Thì hay quá. Quên. Ở Hà Nội thì em ở khu vực nào? Ở Hà Nội thì có Đồng Quang Huy với cả Quốc Học dạy rất ok nha. Điểm 13-15. Bắt rất nhanh. Rất đáng tiếc. Có lẽ anh Trần Thiện Vũ. Nói chung là Quốc Học với Đồng Quang Huy vẫn nhận học sinh đều mà anh. Anh vừa nhắn tin cho vận động viên Đồng Quang Huy ấy. Hoặc là Quốc Học support. Phát cầu ngán. Áo trắng và áo đỏ đều của Đài Loan em ơi. Hello anh Phạm Minh. À, anh Phạm Hùng, thầy Minh là thầy nào anh? Em nghe lạ quá. Nói chung là dạy cầu thì có nhiều thầy lắm. Nhưng mà kiểu nếu mà kiểu mọi người, nếu mà mọi người kiểu muốn học nâng cao nhá, thì bắt buộc mọi người phải học những cái tay vợt đã từng thi đấu chuyên nghiệp ấy. Thì nó sẽ có nhiều cái người ta chia sẻ với các bạn. Đấy là học nâng cao, nhưng học cơ bản thì nói chung là cũng không là cao, nhưng mà nếu mà các bạn muốn học nâng cao thì phải học vận động viên chuyên nghiệp đã từng thi đấu và có kinh nghiệm, thì có những cái họ mới chia sẻ được cho các bạn mới lên được. Điểm số 18-14. 18-14. Ui, lại mất một quả pha nữa kìa. Mười lăm mười tám. Đè nhanh thật. Ngoài sân. Anh em thấy dự đoán của Sport Hùng có chuẩn không? Bắt đôi áo trắng. Em chờ xem trao giải nhá.
sắp đến nơi Nam rồi. Cước 65T với cả No 1 thì anh thấy No 1 đánh thích hơn mà nó còn bền hơn. Bền hơn thật nhá, không phải bền hơn giả. Còn cước Z69 thì anh chưa chơi bao giờ nên không có đánh giá. Nó phát YouTube kênh gì nhỉ? Web thể thao. Em không biết anh ạ, TV thì em có TV bao giờ đâu. Kia ông nhặt cái gì nhét vào túi đây anh em. Cái ông lùn lùn áo trắng kia năm trước bị loại ở tứ kết, năm nay vô địch anh em ạ. Còn đơn nam và đôi nam nữ anh ơi. Đấy anh em, nhất có 1.200 đô, nhì 720 đô. Hello mọi người, Hùng xin phép kết thúc cái live stream này để ổn định mạng, để chuẩn bị live stream trận chung kết đơn nam nha mọi người. Chung kết đơn nam.